Bần tăng xin kính chào công chúa. Không dám đáp lễ thiền sư. Người là thiền sư thiện hành. Bẩm, bần tăng là Liễu Đạt thiện hành. Hoan hỷ được đón tiếp công chúa đến chùa. Không không, đừng thủ lễ như vậy. Ta một lòng cầu cho dân nước, cũng như mỗi tín nữ khác, xin thiền sư đừng thủ lễ. Xin đừng xem ta là một vị công chúa cao sang nơi cung sơn cát ngọc, mà thêm xa khi lần đầu tiên thiền sư và tín nữ được tương ngã. Nghe lòng nao nao khi mới lần đầu gặp ai nơi thanh văn, khẽ tin lòng son. Sầu vấn vương chữ nợ duyên như dây quan trói vào nghiệp thân quan trai. Sân si cho người lạc bến mê, không nghe thấy nẻo chân tu nên xa lắm thế nhận tìm về. Khỏi bể sâu lòng.
thiện thành. À không, thiện sinh. Thiện sư ơi, Ngọc Anh đã nguyện thành tâm, dùng tiếng kệ lời kinh cầu bình an cho sáng hà xa tắc. Nhưng nay lòng này bỗng dưng rung động khi buổi đầu tiên đưa cùng ai kia tương ngộ ở nơi đây. Sầu khổ thân mà thôi. Trần gian bể khổ đau thương, là duyên hay nợ ai hay. Hãy về đi đừng lưu luyến nữa, đừng để tục duyên làm lay động cửa thiền. Kìa tiếng chuông chùa đã vang lên trên chánh điện, bần tăng phải vào chùa chuông bỏ công phu. Phật đường thơm ngát trầm hương, mong người tỉnh ngộ đừng vương lụy phiền. Em đừng nghe ẩu tả, em đừng hiểu lầm anh nữa. Em đứng lại anh nghe nói nè. Không có giải thích gì hết á, em biết hết bụng dạ của anh rồi. Anh đừng nói gì thêm nữa. Em à, em hãy cho giải thích một lời chứ. Thôi anh đừng có dối gian thêm. Bạn của anh đã nói cho em nghe hết rồi. Trời ơi, mà nói chuyện gì? Em à, xin em ngồi à. Nén lòng dằn tâm à, cho anh tỏ đường trước sau mỗi lẽ. Nghiệp anh lắm. Anh với người ta dai sánh dai kề bên nhau. Có đâu. Bước vào rạp cine, đắm say tay nằm trong tay. Bóng tối buổi giây.
được đất hoa. Thôi đừng thở than, em đâu dễ tin lời. Anh đây thiệt lòng thề không gian dối nha. Lời nói của anh đã cầm bằng như áng mây trôi. Em ơi, sáng đến tối anh mãi lo đi làm, còn thời gian đâu mà trăm hoa ong bướm. Từ ngày được em yêu và trao lời thề ước tình chưa trọn niềm vui, sao em giận em hơn. Anh nghĩ chắc là bạn anh họ đã nhìn lầm. Vậy cái tháng trước đó, ngày nào anh làm gì anh ở đâu, anh nói thiệt đi. Thôi ai lầm ai dạy, hay chị em nè ngu khờ tin lời đường mật bướm ông. Em ơi anh xin thề, nếu nhanh có lăn nhanh anh sẽ bị ế vợ đến muôn ngàn năm sau. Và nếu anh tâm chuyện đổi thay, anh sẽ bị đò đày cô đơn xuống kiếp mơ. Em à, em tin anh đi mà, anh thề thiệt đó. Anh thề thiệt, vậy bữa đó anh đi đâu, sao anh không trả lời mà cứ tìm đường lẩn tránh chứ? À, thì chắc bữa đó anh đi làm. À mà không, để đến nhớ lại coi. Nghe nói người ta mặc hoa gia phong, kiều diễm thước tha thanh tu nét trang đài. Thắt đai lưng ngóng mắt phượng mãi ngày. Tại em luôn suy nghĩ diễm dông rồi buồn rồi khổ, thân anh nghèo như vậy á, ai dám tưởng thương đâu. Vậy thì anh hãy khai mau, bữa đó cô nào đã cùng anh sánh bước. Nếu như mà anh không trả lời được, thì kể từ bây giờ mình dịch nhiên chia đừng mà em. Trời ơi khổ quá đi mà, em giận em hờn làm anh rối trí quá. Em mà đến suy nghĩ lại coi, bữa đó nghĩ suy làm gì khi mà ta đổi thay đổi rồi. Em bình tâm, anh luôn chung tình yêu mình em, chỉ mình em thôi. Xin trời cao giải dùm mất quan cho người yêu, hiểu lòng con thủy chung. Thôi thôi anh hãy về đi, đừng nói thêm chi những lời giả dối. Về với người ta mà vui say duyên, mới để mặt mình tôi nghe mộng vỡ tan. Bởi tài quá yêu ai với tất cả chân thành. Em bình tĩnh, em nhớ lại xem, có phải ngày này tháng trước anh đi với một người mặt đẹp tựa tiên sa.
bước chân nàng yếu điệu thức tha, trong chiếc áo dài màu hoa cà tím. Người của anh yêu thật là kiều diễm, đâu phải như tôi xấu xí nghèo nàn. Em à, em không nhớ thật sao? Hả? Sự đổi thay này làm cho tôi chết cả cõi lòng, thì còn nhớ cái gì được nữa chứ. Em bình tĩnh mà nghe anh nói nè. Em à, bữa đó tình yêu của hai đứa mình á, vừa trọn một năm. Ai đã đề nghị anh á, chiều đi ăn kem tối về xem hát mong. Chưa tìm hiểu kỹ càng em đã vội vàng nói nóng, làm anh nghe lòng như trong đất lô tô. Ý ừa ha, em đã hồ đồ xin anh thứ lỗi, chỉ vì quá yêu. Ghen vài lần nữa chắc anh tiêu, vì em hơn cả hoàng thơ trong truyện. Hiểu kỹ càng rồi mới kết tội anh sao? Chấm tay gian giấy phận đời, từ nay đến cuối cuộc đời em thôi nha.